Gaheco tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng cầu nâng một trụ rửa xe ô tô. Trong quá trình kinh doanh cầu rửa xe cũng như thiết bị rửa xe, Gaheco nhận thấy được những vấn đề khó khăn mà nhiều khách hàng gặp phải như muốn lắp đặt cầu nâng mà chi phí đầu tư cao. Muốn thanh lý lại cầu nâng khi không sử dụng nữa bị ép giá hoặc không bán được bó xó như một đống sắt vụn mặc dù chi phí đầu tư cao. Hay muốn nâng cấp cầu nâng mà cầu cũ không bán được, cầu mới không đủ vốn đầu tư. Chính vì thế, công ty Gaheco triển khai chương trình đổi cầu nâng một trụ cũ không sử dụng lấy cầu mới. Với dịch vụ này, Gaheco hy vọng rằng sẽ giúp các nhà đầu tư tối ưu được chi phí, dòng sản phẩm cầu nâng một trụ có thể tiếp cận được với các tiệm rửa xe chuyên nghiệp. Tại sao nên chọn thu cũ đổi mới cầu nâng, lên đời cầu nâng một trụ với chi phí thấp, tiết kiệm hơn việc mua cầu nâng một trụ rửa xe mới? Xử lý được cầu nâng một trụ cũ không còn nhu cầu sử dụng, thay vì bỏ phí hoặc bán sắt vụn. Quy trình thu đổi nhanh chóng đơn giản, được công ty tư vấn chuyên môn, lắp đặt tận nơi. Mua cầu đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Cam kết về vấn đề bảo hành, có hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng. Vẫn được hưởng các bảo hành ưu đãi từ Gaheco. Các chế tin thu cũ đổi mới cầu nâng một trụ, đến trực tiếp tiệm để kiểm tra thực tế. Định giá cầu nâng một trụ cũ, thực hiện đổi máy hoặc bán lại máy cũ. Cầu nâng nào được áp dụng chính sách thu cũ đổi mới? Ưu tiên cầu nâng một trụ khách hàng lắp đặt của công ty Gaheco. Cầu nâng chính hãng của Ấn Độ, Việt Nam, ti không chảy xước nhiều, không rỗ mặt ti, không bị bóp mép lủng hay bị hàn lại. Cầu không bị rỉ nhớt, hoen rỉ nhớt, bình dầu còn nguyên vẹn không bị thủng, rỉ sét, dầu thủy lực không bị lẫn nước. Khách hàng có nhu cầu đổi cầu nâng một trụ cũ lấy cầu nâng một trụ mới liên hệ với công ty Gaheco.